Phần 4, tập 13, giải cứu mùa đông. Cuối tuần này nóng quá, các bé đang chơi ở nhà Luna Lu. Trời nóng quá. Hãy cẩn thận. Tớ làm được rồi. Tại sao lại nóng như vậy? Tiki, tớ không cố ý. Đó là lỗi của thời tiết, không phải tớ. Hy vọng nếu trời mưa, không khí sẽ mát mẻ hơn. Tớ không thấy đám mây xám nào cả. Sẽ không có mưa đâu. Trời nóng quá, nóng quá. Sàn nhà có cảm giác mát mẻ. Đúng rồi. Vậy tốt hơn rất nhiều. Giá như mùa đông đến. Chào. Mũi. Chúng cứ cắn tớ. Và mùa đông không có mũi. Mùa đông. Sao mùa hè là mùa thu? Sao mùa thu là mùa đông? Còn lâu lắm. Bỏ tớ ra. Tiếng ồn đó là gì? Nhìn kìa, kinh khí cầu. Bố tớ đang ở nhà. Bố ơi, bố ơi. Bố ơi, con mừng vì bố trở lại. Này các con, thế nào rồi? Bố rất vui được trở lại. Ở trên đó lạnh cống, bố lạnh quá. Bố ơi, nhưng đang là mùa hè, làm sao có thể lạnh được? Vẫn là mùa đông ở đỉnh pha lê. Thật sao? Mùa đông? Vậy ở đây là mùa hè, còn kia là mùa đông. Trái lại như vậy à? Nhìn đây, bác vừa chụp bức ảnh này của đỉnh pha lê hôm nay. Nó được bao phủ trong tuyết. Mùa đông rồi đấy. À, đó là gì? Ồ, con biết tại sao rồi. Trên núi có người hộ vệ bí mật nhốt mùa đông ở đó. Người hộ vệ? Sao cậu biết vậy? Tớ nhớ có lần bác Billy kể cho tớ nghe câu chuyện này. Người hộ vệ rừng đã đánh cắp mùa đông một năm. Và kể từ đó tuyết rơi dày đặc trên núi. Vậy làm sao chúng ta có thể mang nó trở lại? Chúng ta cần phải lên núi và giải cứu mùa đông. Nhưng nó rất xa. Sao chúng ta có thể lên đó được? Chúng ta có thể lên kinh khí cầu của bố. Đồng ý đi bố. Bố sẽ đưa chúng con đi chứ. Các con thật sự muốn lên đó sao? Vâng ạ. Nếu chúng con có thể đưa nước từ trên núi xuống thì ở đây sẽ mát mẻ. Đưa chúng con tới đó đi ạ. Làm ơn. Được rồi. Đi nào. Đến đỉnh pha lê để giải cứu mùa đông nào. Hãy xem mùa đông có thực sự bị nhốt không. Chúng ta sẽ đi. Bây giờ hãy giữ chặt vào nhé. Chúng ta đi đây. Các cậu, hãy đi đón mùa đông. Đúng. Mùa đông, chúng tôi đến đây. Nhìn kìa, ngỗng hoang dã. Chào, bay an toàn nha. Tạm biệt. Nhìn kìa, những đám mây. Nó thật đẹp. Tớ muốn ôm mây. Tớ cũng vậy. Các con, nhìn kìa. Đỉnh pha lê đang ở phía trước. Tuyệt quá. Có rất nhiều tuyết. Nó giống như một cây kem thật sự khổng lồ. Nhưng tại sao trên đỉnh chỉ có mùa đông? Có lẽ mùa đông đang bị nhốt trên đỉnh núi. Phải, điều đó nghe có vẻ đúng. Thẳng về phía trước. Hãy đưa mùa đông ra khỏi nhà tù. Được rồi, bây giờ hãy giữ chặt nhé. Chúng ta đang đi lên. Mọi người ổn chứ?
Con không sợ. Người hộ vệ đang cố gắng ngăn cản chúng ta giải cứu mùa đông. Chúng tôi đang đến cứu cậu đây. Lên nào. Được rồi các con, trèo ra ngoài đi. Vâng. Không quá nóng. Thật tuyệt vời. Bây giờ hãy giải cứu mùa đông. Tuyết. Này các con, chờ đã. Đây, đeo chiếc khăn này vào. Trên đỉnh trời lạnh lắm. Thật dễ chịu. Mùa đông, chúng ta đang đến với cậu đây. Bố ơi, đuổi theo họ đi. Tiki, Tremble, đợi với. Người hộ vệ này ở đâu? Tremble, cậu đi lối đó. Tớ sẽ đi lối này. Tremble, sao vậy? Có cái gì đó đằng sau tảng đá. Tôi nghe thấy có một số tiếng động. Tôi không sợ đâu nha. Tremble, không có gì ở đây. Nhìn đi, nhìn xem, đồ nhát cấy. Im lặng. Giờ bắt được rồi. Người, người hộ vệ. Ồ, đi tìm họ nào. Tremble, Tiki. Bố ơi, họ đây rồi. Người hộ vệ, người hộ vệ. Tiki, lùi lại, đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi. Lunaloo, Lunaloo, chúng ta gặp người hộ vệ, nó trên đó. Đứng dậy đi các con. Đừng để bị cảm lạnh. Nhìn lên đó cẩn thận đi. Nó chỉ là một khối đá, trông giống như một khuôn mặt. Chúng con nghĩ là người hộ vệ, nhưng cái gì đó đang chuyển động. Ồ đúng rồi đấy, nó bay ra làm chúng tớ sợ hãi. Chúng tớ nhìn thấy nó, tớ thề. Vậy nó ở đâu? Nó đâu rồi? Ôi trời, nhìn lên đó đi. Thì ra nó chỉ là một con ngỗng hoang. Tớ tưởng nó là người hộ vệ. Người hộ vệ chỉ là một huyền thoại. Nó không có thật. Nhưng nếu không phải người hộ vệ, thì ai đã nhốt mùa đông ở đỉnh pha lê? Chà, con thấy đấy. Đỉnh pha lê có độ cao rất cao. Đó là lý do khiến ở đây rất lạnh. Độ cao có nghĩa là chiều cao. Cứ mỗi 100 mét chúng ta leo lên, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Nghĩa là càng lên cao, trời càng lạnh. Ở trên này lạnh quá. Thật là tuyệt diệu. Đó là lý do tại sao ở đây lạnh dù đang là mùa hè. Con cứ tưởng rằng người hộ vệ núi đã nhốt mùa đông lại. Đó là một ý tưởng thật ngớ ngẩn. Ở dưới đó còn nóng quá. Chúng ta ở lại đây thêm một chút nữa nhé, được chứ? Ý tưởng tuyệt lắm. Tôi muốn khám phá nơi này. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được thêm vài con ngỗng quang nữa. Các nhà thám hiểm, hãy cùng... Có lẽ trên này lạnh quá. Chúng con không sao. Chúng con không bận tâm đến việc... Con sẽ ổn thôi. Trời lạnh quá. Thôi bây giờ chúng ta về nhà thôi. Lần sau chúng ta hãy mang theo quần áo ấm hơn. Đúng, sẽ quay lại sớm nhé. Xin chào các cậu. Nhiệt độ giảm khi độ cao tăng lên. Thiên nhiên thật tuyệt vời. Sao cậu không hỏi bố mẹ cậu xem họ có biết chuyện này không? Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt.
Phần 4, tập 14, Bánh quy Việt Quốc. Violet và mẹ cô ấy sẽ làm bánh quy ở nhà vào cuối tuần này. Violet, bánh Việt Quốc đã sẵn sàng rồi. Cho con xem với. Violet. Chào bác O'Han. Rambo, xin chào. Con mang theo quà. Mẹ con gửi mật ong, rau tươi và trái cây. Chà, cảm ơn mẹ con nhé. Cái gì có mùi thơm vậy? Xin chào cô O'He. Rambo, xin chào. Nhìn này, bánh quy. Đây là lần thứ ba Violet tự làm chúng đó. Rambo, thử chút đi. Đây, cảm ơn ạ. Thật ngon. Ngon quá. Tớ thực sự thích chúng. Làm tốt lắm Violet. Làm giỏi lắm. Con là một đầu bếp giỏi. Con quên mất con cần phải về nhà. Con sẽ quay lại sau. Rambo, mang bánh quy về nhà cho mẹ con và Briar nhé. Cảm ơn cô rất nhiều, cô ơi he. Rambo, có cậu đây. Cảm ơn. Rất nhiều nguyên liệu tươi. Mẹ ơi, có lẽ con sẽ dùng một ít để nướng, tạo một số hương vị bánh quy mới. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Con chắc chắn có thể thử rồi, nhưng không có đường. Mẹ sẽ đi mua thêm một ít nha. Vâng, mẹ ạ. Mùi tuyệt vời đó là gì vậy? Xin chào cảnh sát trưởng Chinchilla. Mùi thơm quá nên phải ghé qua thôi. Con đã làm một số bánh quy. Giờ trong đi ạ. Cô có thể thử một chút. Ồ vậy à, nghe tuyệt quá. Violet. Violet, tớ nghe nói cậu làm một số bánh quy trái cây ngon tuyệt. Và tớ đã trở lại rồi. Tớ có thể làm cho cậu thêm một ít nữa. Nó khá dễ. Bố ơi, đến giúp con với. Được rồi. Thêm một ít bột mì. Bơ. Đường. Hết rồi. Hết rồi sao? Con quên mất tiêu luôn. Con có thể sử dụng những gì đây? Đây rồi. Thơm ngon ghê. Violet, chúng ngon hơn những cái đầu tiên cậu làm đó. Tớ đã sử dụng mật ong thay vì đường. Mật ong. Đó là lý do tại sao chúng ngon hơn. Ngon quá. Ngon tuyệt, tớ không thể ngừng ăn. Violet, con có thể nướng thêm một chút nữa cho cô không? Cô muốn chia sẻ chúng. Tất nhiên là có thể ạ. Cảm ơn con. Cô ngửi thấy mùi gì đó rất ngon. Con đang nướng bánh. Tại sao cô không thử một chút đi? Cảm ơn Violet. Chúng rất ngon. Con có vị chanh vàng không? Chanh vàng? Con không. Nhưng con có thể làm một ít cho cô. Nếu mình thêm nước chanh vào thì sẽ có tác dụng. Violet, Violet, con có thể làm bánh quy có hương vị táo không? Tớ có thể thử. Cậu là nhất. Cô ấy đang làm bánh quy có vị táo. Tớ ước gì có bánh củ cải. Hương vị gần tây thật là ngon. Con thích táo hơn. Được rồi, tốt nhất là mình nên bắt đầu. Bố ơi, con cần táo, củ cải, gần tây và chanh nữa. Con sẽ tạo ra một hương vị hoàn toàn mới bằng cách trộn tất cả các thành phần đó lại với nhau. Con có chắc không? Bánh quy làm từ trái cây và rau củ sẽ tốt cho sức khỏe và ngon miệng hơn. Được rồi, hãy thử nó. Cảm ơn bố. Làm thôi.
bánh quy mới nướng. Chúng trông thật tuyệt vời. Tớ đã tạo ra một hương vị hoàn toàn mới. Nó có rất nhiều trái cây và rau củ và mật ong. Có thể nói là chúng rất lành mạnh. Thôi, ăn nào. Chúng có vị thế nào? Mùi này thật tuyệt vời. Có gì sai với nó à? Nó có mùi vị lạ. Tớ nếm thấy củ cải, cần tây và táo. Đó là rất nhiều hương vị, tất cả trong một. Nhưng lạ quá. Phải, lạ thật. Nó thật kinh tởm. Những thứ này không ngon chút nào. Violet, cậu có hương vị khác không? Đợi một chút, hãy để tớ thử lại lần nữa. Có chuyện gì vậy Violet? Còn cố gắng lại lần nữa. Chỉ cần đợi một chút, sẽ không lâu đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Bơ, cần tây, thêm nhiều mật ong lần này. Violet, con cần bố giúp không? Không, cảm ơn bố. Quá nhiều rồi. Chắc không sao đâu nhỉ. Bột mì. Bột mì. Ồ, nó đây rồi. Violet, con ổn chứ? Mọi người ở bên ngoài nhé. Violet, cậu ổn chứ? Cậu có bị đau không? Violet, có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người ổn chứ? Mẹ ơi, con yêu con ổn chứ? Con ổn. Mẹ ơi, tất cả là lỗi của con. Đây là những gì đã xảy ra. Con chỉ cố gắng làm cho mọi người vui vẻ thôi. Trái cây và rau quả, nó rất sáng tạo. Phải. Và nhìn vào hình dạng xem, thật giàu trí tưởng tượng. Thật sao? Tất nhiên rồi cưng. Nhưng trước khi con thử công thức mới, hãy nghĩ về hương vị con đang sử dụng. Phải đó. Violet, cậu có thể kêu tớ thử nè. Tớ rất giỏi ăn bánh quy. Mẹ ơi, để con lau bên này nhé. Ngoan lắm. Violet, đây là bánh quy con làm phải không? Chúng trông khá độc đáo. Con xin lỗi mẹ. Lẽ ra con không nên làm chúng. Chúng thật sự rất tệ. Ôi Violet, nhiều phát minh thông minh được thực hiện dựa trên sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Bánh quy của con hình dáng đẹp quá. Con chỉ cần cải thiện hương vị của chúng thôi. Con có thể sử dụng một số thành phần khác nhau vào lần tới. Chỉ cần thử lại. Ý mẹ là vậy ư? Tất nhiên là mẹ có ý đó. Bất cứ khi nào con có một ý tưởng mới, hãy thử nó. Đừng bao giờ sợ thất bại. Hãy hiểu điều đó nhé con gái ngoan. Để mẹ giúp con cắt trái cây. Cảm ơn mẹ. Của cậu đây. Mẹ và tớ đã thử nướng rất nhiều loại khác nhau, nhưng loại này là ngon nhất. Rambo, hãy thử mật ong và trái cây này. Cảm ơn Violet. Tiếp tục thử nó đi. Ngon không? Rất ngon. Đó là phô mai. Và đó là củ cải. Tôi muốn thử bánh quy phô mai. Tôi sẽ thử củ cải. Ôi ngon quá. Củ cải là tuyệt nhất. Nó có vị rất ngon. Củ cải tuyệt vời. Tôi muốn thêm nữa. Violet, con đã làm rất tốt. Cảm ơn mẹ. Rambo, để dành cho tớ một ít nhé. Cậu ăn nhiều quá rồi. Xin chào các bạn. Hãy thử những ý tưởng mới của bạn. Đừng sợ thất bại. Cậu không biết ý tưởng của mình có thể tuyệt vời đến thế nào nếu cậu thử chúng.
Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Phần 4, tập 15. Bữa sáng rất quan trọng. Đó là một ngày hoàn toàn mới. Bà Barbara đang chuẩn bị bữa sáng cho các con trai của mình. Giày trượt của mình sạch sẽ rồi. Bramble, mau dậy đi. Em trai, thức dậy đi. Bramble, thức dậy ngay. Hôm nay là buổi biểu diễn trượt patin của anh. Xém nữa em quên rồi. Đi nào. Này Briar, anh đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi, anh đang hào hứng đây. Các con, đến giờ ăn sáng rồi, đến ăn đi trước khi bắt đầu đi học. Vâng ạ. Túi của em. Nhanh lên em trai. Dạ em tới liền. Của Briar và của Bramble đây. Cảm ơn mẹ. Bây giờ đi học thôi. Các con có thể đến trường rồi ăn cũng được. Bữa sáng có thể khiến con trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, các chàng trai của mẹ. Đi đi, mẹ yêu các con. Chúng con cũng yêu mẹ. Chúc các con một ngày tốt lành. Bữa sáng của mẹ chúng ta luôn là ngon nhất. Briar, Briar, đi nào. Mọi người đã sẵn sàng, chỉ đợi cậu thôi đó. Đến liền, đến liền. Briar, bữa sáng của anh nè. Em ăn nó đi, anh đã ăn no rồi. Được rồi, thầy cần phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngay bây giờ. Các con có thể chơi cho đến lúc đó. Tại sao em lại không thể? Briar, anh dạy em được không? Nó thật sự khó quá. Được, chỉ như vậy thôi. Sau đó em ném thẳng nó lên. 3, 2, 1. Coi đi nè. Cậu đã không đỡ được nó. Briar, cậu không mạnh mẽ thế đâu. Tớ mạnh mà. Đó chỉ là một tai nạn. Rambo, anh xin lỗi. Này anh ơi, anh có chắc là anh ổn không? Anh ổn. Đỡ nè. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ tuyệt vời như thế nào. Nghe có vẻ như là một thách thức. Mình đói quá. Briar, anh ổn chứ? Anh đói vì anh chưa ăn sáng đó. Đó là tại sao anh không cảm thấy mạnh mẽ. Đừng lo, anh rất mạnh. Briar, Onicho, đến giờ diễn lớn của các con rồi. Tớ nghĩ Briar là vua trượt patin. Coi đây nè. Onicho ngầu hơn. Nhìn kìa, cô ấy đang lùi lại. Onicho giỏi quá, tuyệt vời. Tại sao mình cảm thấy choáng váng thế này? Này, làm tốt lắm rồi à. Anh đang làm rất tốt. Mình cảm thấy thật khủng khiếp. Briar, có gì đó không ổn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Briar,
Raya, cậu ổn chứ? Tôi không biết chuyện gì nữa. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt và thật sự không ổn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Để tôi massage đầu cho cậu nha. Không, cảm ơn. Bây giờ tôi cảm thấy ổn rồi. Buổi biểu diễn sẽ sớm bắt đầu. Thầy Mark, chúng con đã sẵn sàng. Chúc may mắn nhé. Tôi không thể đợi được. Raya, cố lên. Vận động viên trượt băng đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Raya, cố lên. Tuyệt vời, rất tốt. Raya đang làm rất tốt. Sẵn sàng và bắt đầu. Các cậu thật tuyệt. Tiếp tục đi Raya. Lại thấy hoa mắt rồi. Raya, con ổn chứ? Con ổn, chưa bao giờ ổn hơn thế. Thôi được, thấy không ổn thì nói thầy biết nhé. Tiếp theo. Sẵn sàng. Làm tốt lắm anh Nitro. Giờ đến lượt Briar. Briar, anh làm được. Chuẩn bị. Rambo, sao Briar lại khác với Onitro vậy? Briar, có chuyện gì thế? Tớ ổn, tiếp tục đi. Đây là phần cuối cùng. Mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Raya, tôi đang đến đây. Cố lên Raya. Mình làm được, mình làm được. Raya đã làm tốt lúc này. Phải, cậu ấy đã làm rất tốt. Raya, tôi cảm thấy choáng váng. Raya, coi chừng. Tôi không thể kiểm soát nó. Cẩn thận. Con xin lỗi thầy Mark. Chuyện gì vậy Briar? Không có gì, con ổn mà. Briar, trả lời thầy đi. Briar, Briar sẽ ổn thôi. Briar, hôm nay con có ăn gì không? Con không dùng bữa sáng. Hôm nay Briar vội đi tập, thế nên con đã ăn bữa ăn sáng của anh ấy. Có phải là vì chuyện đó không? Đúng, cô ấy đã tập thể dục vất vả khi để bụng đói. Con cần năng lượng để làm việc chăm chỉ. Đó là lý do tại sao con ngất xỉu. Ý bác là bữa sáng thật sự quan trọng đến vậy ư? Briar, đây không phải là một thói quen tốt, con hiểu không? Bữa sáng giúp chúng ta to lớn và khỏe mạnh. Hãy nhớ điều đó. Mẹ nói đúng. Giờ con biết rồi. Bà Bương nhìn kìa. Này các cậu. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ mang ngồi tới đây. Cậu có muốn một ít không? Tớ ăn sáng rồi. Tớ cũng có của tớ nữa. Được thôi. Onitro, cậu ăn sáng chưa? Tớ ăn rồi. Nhưng cậu ăn chưa vậy? Tất nhiên là tớ đã ăn rồi. À, tớ có bắp ngô này. Briar, em có thể lấy nó nếu không ai muốn. Em lấy nó được không? Không đời nào. Em không nên ăn quá nhiều. Điều đó không tốt cho em. Không sao đâu mà. Rambo, quay lại đây. Bắt em đi nếu anh có thể. Trả nó lại đây.
Chào các bạn. Thức ăn cho chúng ta sức mạnh và năng lượng. Hãy ăn bữa sáng mỗi ngày nhé. Đừng quên, nó sẽ làm cho bạn to lớn và mạnh mẽ hơn. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt.